Rồi bên em mới về thêm một con 4201 nha. Mitsubishi có turbo. 4201. Rồi, đầu tiên cho mấy bác coi qua thông số lốp của nó 8/18 nha. Con này lốp còn đẹp. 8/18. Lốp sau là mới luôn nha. Lốp sau bên em thay lốp mới luôn. Đây còn gai gió đây luôn. Lốp sau là lốp mới luôn á. 12.4/26 này mấy bác nha. Mâm rin nha, rất là đẹp. .4201. Rồi, cho coi qua tình trạng máy móc em nó luôn. Đây nha. .4201. Máy móc chưa dọn dẹp kỹ càng đâu. Mitsubishi 4201 rất đẹp nha. Đây, nguyên rinh. Rất là đẹp nha. Không thể có điểm nào đáng chê con này. 4201 con này mới về đẹp cực tuyệt vời luôn. Trợ lực lái đây. Một bơm ben, một bơm trợ lực lái của nó. Fit Pro luôn. Đây. Rất là đẹp nha. Turbo tăng áp. Xe này có turbo tăng áp nha. Fit Pro luôn. Còn Mitsubishi 4201. Gần như là mới luôn nha. Nhìn rất là đẹp. Đây nha, tình trạng heo dầu bếp dầu của nó đây. Để bác coi thấy xe đẹp thì cố gắng cho em một like nha. Rồi ai chưa đăng ký thì cố gắng đăng ký kênh em. Con 4201 này rất là đẹp nha, tuyệt vời luôn. Không thể có điểm nào đáng chê con 4201 hết. Rất tuyệt vời. 4201. Đẹp tuyệt vời luôn nha. Con này gần như đào không có đâu. Rất hiếm để được còn một con như thế này. Có turbo tăng áp. Đây nha, tình trạng gầm cầu. Rất là đẹp. Cái phốt này bị chạy thì bên em sẽ làm lại cho mấy bác. Bên kia thì sạch sẽ. Đấy. Nói làm lại nha. Cái phốt này bị chảy thì bọn em thay lại phốt chỉ 10 phút thôi. Còn đâu xe rất là đẹp. Nguyên rin nha. Bọn em thay dầu nên là nó chảy xuống đây thôi chứ không phải là cái này cái kia đâu. Hay là một nha, rất là đẹp. Lốp sau mới luôn rồi, có mái che.
có mái che nha, đặc biệt con này có mái che nha. Ghế đây rất tuyệt vời, rất là đẹp, ghế rin luôn. Đây tem thông số mái che rất là đẹp, một con muốn nhìn hai lại một nha, đẹp tuyệt vời luôn, chứ phải là đẹp nữa. Con này có bên nghiêng luôn nha, móc kéo hậu đây nha. Đây mấy bác coi này, xem mà còn cái này đâu phải đơn giản đâu, rất là tuyệt vời, con 4201. Đặc biệt hôm nay em bán từ sáng giờ bán được rất là nhiều xe. Đẹp nhá. Đây nó chì luôn, nhìn rất là đẹp nha. Con xe mà kiếm được con xe này nó kiếm ngay mấy bác nha, cực kỳ tuyệt vời luôn. Rất pro luôn, không phải suy nghĩ điều gì khi bốc con này hết. Rồi xe này thì trợ lực lái hai cầu, cái này tuyệt vời rồi. Rồi để em giờ em test máy này lên cho mấy bác nghe. Đấy nha, vậy một con xe nha, trợ lực lái rất là nhẹ nha, có 4201. Không thể chê được điểm nào. Và để em tắt máy lại, em đề lại cho mấy bác đây. Đấy, VIP Pro luôn, rất là đẹp nha. Rồi bên em thì đang có bác ở Bắc Giang qua đây cũng đang coi con 337 đó, bác đó đã mua con đó rồi và em ráp sới rồi, ngày mai sẽ gửi đi cho bác đó. Rồi thì em cũng nói con này thì bên em đang ra với giá 90 triệu ngay mấy bác nha, con 4201 rất là đẹp, Mitsubishi nguyên rin nha, tem tích rin hết, lốp lại lốp sau lại lốp mới luôn rồi, đỉnh cao chất lượng. Cốp xe có cả mái che, đấy có cả mái che luôn nha, VIP Pro luôn. Thì bác nào mà mua thì cứ alo qua số điện thoại của em bán cha, 4201. Bên em mà đăng mấy con này lên bán nhanh lắm. Rất là đẹp nha. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn mấy bác lâu nay đã ủng hộ kênh em nha. Một lần nữa cảm ơn mấy bác đã ủng hộ kênh em. Thì nếu như bác nào mà chưa đăng ký thì cố gắng đăng ký kênh em để nhận những video mới nhất về các loại máy móc nông nghiệp nghe mấy bác nha. Cái trục khỉu đây là nó bôi trơn nha mấy bác nha, chứ không phải là nó dơ giấy đâu, nó bôi trơn ở cái trục khỉu đó.
rất là đẹp. Còn 4.200 này thì tuyệt vời luôn. Cho bác nào mà thích xe lớn. Rồi, cảm ơn mấy bác nha.